Mình chào các bác anh chị mình nha. Em Phương hiện tại đang có mặt ngay tại khu dân cư ngay trên trục đường chợ Gò Hưu anh chị, đối diện với lại Ủy ban xã Mỹ Hạnh Nam á. Vị trí này thì anh chị mình đi về hướng Hóc Môn rất là gần rồi, rất là gần với lại hướng cầu lớn với lại Hóc Môn nha. Một khu dân cư dân ở rất là đông luôn, đường nhựa nha, vỉa hè của nước máy đó. Thì ngày hôm nay em Phương có một căn nhà nằm trong khu vực này, khách hàng ký gửi lại nha anh chị. Hiện tại thì khu vực này rất nhiều khách hàng ký gửi, nhưng mà em Phương chỉ lựa những căn nhà nào có cái mức giá phù hợp, rẻ hơn so với thị trường thì em Phương, công ty em Phương mới nhận, mới quay để anh chị mình xem. Thì khu nhà của mình nó sẽ nằm trên trục đường một xẹt đường nhựa hồi nãy nha. Đường trước nhà của mình sẽ là đường bê tông, tức là từ đường nhựa hồi nãy anh chị mình sẽ rẽ vào cái đường bê tông này là tới căn nhà của mình. Căn nhà của mình hình như là căn số 7 đó, chỗ nhân viên của em nó đang mở cửa này. Đúng rồi, căn số 7 nha. Đường trước nhà của mình là đường bê tông, đường này chắc tầm khoảng được 4 mét nha, được 4 mét. Cái dãy này thì được một cái là đối diện nhà mình nó chưa có nhà đó anh chị, cho nên là cái mặt tiền trước nhà nó thoáng lắm. Anh chị mình có thể đậu xe trước nhà của mình rất thoải mái luôn. Đó, anh chị mình thấy nè, đối diện là chưa có nhà nha. Dãy nhà này thì xây là một trệt một lầu, diện tích của nó là ngang 38 nha, ngang 38 và sâu vào tới là gần 12 mét anh chị, chính xác là 11 mét rưỡi đó. Sau vào là tới 11 mét rưỡi nha, ngang 38. Ở đây thì có dán mấy bức tranh nhỏ nhỏ này, nhìn cái phòng nó thêm chi tiết, nhìn nó đỡ nhàm chán anh chị. Cái phòng khách rất là rộng nha, tại vì không có xây cái kiểu là cầu thang ở giữa nhà đó, cầu thang đặt ở cuối, cho nên nhìn phòng khách nó rộng, nó thông với lại khu vực bếp luôn. Đây, cái mẫu này thì không phải là cái mẫu cầu thang nằm ở giữa nhà. Anh chị mình có thể thấy là phòng khách với lại phòng bếp là thông với nhau luôn, cho nên là nhìn cái phòng khách nó dài và những cái nhà của mình nó dài lắm. Dài chính xác là 11 mét rưỡi đó. Nhà này thì vẫn có hai phòng ngủ và hai phòng vệ sinh nha. Cầu thang thì đặt ở cuối nhà luôn này, bên tay phải nha, cầu thang bên tay phải. Và bếp đây, bếp ở đây thì em mới chỉ thấy có tủ bếp dưới à, chưa có tủ bếp trên nha. Cái này em nhắc lại cái diện tích là ngang 38, dài 11 mét rưỡi và cái mức giá tổng là 700. Nhưng mà nha, chủ nhà có hỗ trợ anh chị mình được trước 50% là nhận nhà rồi, giao nhà rồi. Còn lại 50% thì góp được nha anh chị. Còn lại 50% là góp được ha. Vị trí thì nằm ngay trên trục đường chợ Gò Hưu, thuộc địa phận của ấp mới một nha, xã Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa, Long An, nằm tiếp giáp với lại hướng cầu lớn Hóc Môn đó, hướng cầu lớn Hóc Môn nha. Căn này thì em nhắc lại là khách hàng ký gửi cho công ty, hàng của khách hàng anh chị, hàng ký gửi nha, không phải là hàng của em Phương xây dựng đâu ha. Nhưng mà giá em thấy phù hợp, hợp lý và đặc biệt là có hỗ trợ trả góp đó, tại vì chủ nhà người ta cũng đang rất là muốn bán. Mà để tìm được một khách thanh toán đủ 700 luôn một lần thì nó cũng hơi khó. Cho nên là chủ nhà sẵn sàng hỗ trợ anh chị mình trả góp. Ở đây thì đưa trước 50% là nhận nhà nha. Ngang 3m8, dài 11m rưỡi, một trệt một lầu. Ban công trước nhà này anh chị mình thấy ban công rất là thoáng luôn, rất là thoải mái luôn. Tại vì đối diện là không có nhà đó, cho nên là nhìn nó rất là mát, đứng đây gió mát lắm. Nhà của mình sẽ là hướng đông nam nha anh chị, hướng đông nam. Đường trước nhà của mình là đường bê tông ha. Đường bê tông này là 4m nha.